chào mọi người ơi, hôm nay đã là ngày 29 Tết rồi, mọi người đã chuẩn bị những món ăn gì cho gia đình mình chưa? Còn mình thì chưa có nấu cái gì hết, bây giờ mình mới bắt đầu làm thôi, vậy mời mọi người cùng vô bếp coi coi hôm nay mình ở nhà mình làm được những món gì để cho gia đình mình ăn Tết Mình nha. đã làm dưa giá, mình có giá hẹ mình đã rửa sạch và để đây cho ráo ha. Giá mình phải rửa cho nó sạch và nhặt hết mấy cái cọng thúi và mấy cái đầu giá nào nó không ngon đi, nó vàng á, mình phải rửa cho sạch và mình để đây ráo. Ở đây cà rốt. Bây giờ mình sẽ bỏ cà rốt vô trong cái rổ này để mình xóc lên ha. Nhà mình đã có dưa cải chua và dưa món rồi, nhưng mà mình muốn làm thêm dưa giá để mình ăn với lại thịt thịt kho cuốn bánh tráng đó mọi người, cho nên mình muốn làm thêm dưa giá. Giờ mình chỉ cần xóc lên thôi ha. Xóc lên cho nó đều. Cái giá mình đã xóc cho nó đều lên, mình đừng có lấy tay mình trộn trộn thì sẽ gãy ha. Mình lấy cái rổ mình xóc vậy, và bây giờ mình sẽ đi làm nước để làm dưa giá. Thì đây mình có nước lọc, mình không có cần phải nấu nước và đợi nguội làm như nước lọc để uống đó mọi người. Thì mình sẽ đây mình có 2 lít nước, thì mình sẽ đi được 2 lít nước thì 2 cái muỗng này muối và 4 muỗng muỗng này đường ha. Đây mình sẽ bỏ vô muối. Muối này là muối biển nha mọi người. Ở bên đây nó có nhiều loại muối lắm. Muối của Mỹ á, muối muối giống như là người ta gọi là muối muối hóa học, không phải natural. Còn này mình xài muối muối này muối biển. Và bây giờ mình sẽ bỏ vô đây 4 muỗng này đường, 1 2 3 4. Sẽ quậy đều nó lên cho nó tan. Giờ nước đường muối đã tan thì mình sẽ bỏ vô, mình đi bỏ dưa vô ha. Dưa mình có một cái thậu này để muối dưa, dưa cải cũng như dưa giá bằng miệng sành đó mọi người. Nó không có nắp đậy đâu, nhưng mà mình sẽ có cái nắp nồi mình cần. Nếu mình cần thì mình sẽ lấy cái nắp nồi cơm hay cái dĩa gì đó mình đậy, nhưng mà thường mình để trong nhà thôi á. Thì mình lấy một tí nữa, mình lấy một cái dĩa mình dằn 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 nó lên, và lấy một cái bịch nước mình đè nó xuống là được. Thì cái dưa giá này mình không có bỏ giấm, bỏ giấm thì ăn liền, mình không thích cái kiểu bỏ giấm. Mấy lần kia mình có nước cải chua á, thì mình bỏ vô là nó ăn liền, nhưng mà hôm nay mình không có nước cải chua thì mình sẽ làm này ngày mai ngày mốt mới ăn được, chứ không có ăn liền giống như là có giấm được ha. Thì bây giờ mình sẽ đổ cái nước muối đường này vô, 2 lít nước muối đường này vô đây đó. Mình sẽ nó chưa có được ngập đâu, nhưng mà mình sẽ đi lấy cái bịch ziplock mình với cái dĩa mình sẽ dặn nó xuống. Đây mình có mấy ít ớt mình bỏ vô luôn, nếu mà thích ăn ớt thì bỏ ớt, còn không thích thì thôi. Có người thì bỏ gừng vô nữa, thì mỗi nhà có một cách làm khác nhau, cũng là dưa giá nhưng mà mỗi người làm một cách khác nhau chứ không có ai giống ai hết ha. Thì mình làm cái cách này mình thích hơn, mình không có thích bỏ gừng mà mình cũng không thích bỏ giấm vô đây đó. Bây giờ mình sẽ đi lấy một cái dĩa và một cái bịch ziplock, mình lấy nước mình làm. Đây mình có một cái dĩa, mình sẽ bỏ nó vô trong đây, mình khéo mình đẩy hết mấy cái dưa nó xuống ha. Đó. Để nó cho nó chậm lên. Rồi ớt cay, và mình sẽ bỏ cái bịch này dằn lên đây. Đó là xong hũ dưa giá rồi. Bây giờ mình sẽ đi làm canh khổ qua và thịt kho trứng ha. Đây là thịt để mình chuẩn bị mình kho, thịt kho nước dừa. À, đây mình có thịt ba rọi mình đã ướp sẵn với lại tỏi hành, mình không có băm nhuyễn ra ha, mình đập dập củ hành củ tỏi ra, mình ướp với nước mắm với đường hành tỏi thôi, không có tiêu ha.
Và thịt này là được là mình mua thịt tươi nha, thịt heo tươi chứ không phải thịt đông đá như ở các chợ Mỹ, chợ Việt Nam họ bán. Mình đi ra chợ, mấy cái chợ mà người ta chuyên bán thịt heo tươi từ trên farm về thì ăn nó mới ngon, chứ thịt trong chợ đông đá thì sẽ không còn ngon nữa ha, rất là tươi ngon. Mình đã ướp qua một đêm rồi, qua hơn một ngày rồi, tại hôm qua mình mắc đi làm á, mình mua ngày trước mình nghỉ, mua ướp xong rồi hôm nay mình lại được nghỉ, đi làm xong được nghỉ nữa, giờ mới kho. Thì đây là thịt của mình, đây mình có ba trái dừa tươi, và đây mình có một rổ trứng, này là 12 trứng. Thì đây mình có 10 12 miếng thịt, thì mình sẽ luộc 12 trứng, thì mình tính là cứ mỗi lần ăn cứ một miếng thịt là một trái trứng, cho nên bây giờ mình sẽ đi luộc trứng. Thì trứng này mình sẽ nấu nước sôi, mình thả vô mình luộc trong vòng 10 phút sẽ vớt ra và mình lột trứng ha. Đây, ba trái dừa mình đã chặt ra rồi, mình thấy cái trái này nó dày vậy, tí chắc mình lấy cái này mình làm mứt dừa được đó mọi người ơi, làm mứt dừa non á. Giờ mình sẽ đổ vô đây, mình đi kho thịt ha. Thì mình chỉ cần ba trái thôi, nếu mà thiếu thì mình sẽ đổ nước thêm xíu nước lạnh. Mình mua nguyên một thùng cái kìa, nhưng mà mình nghĩ chỉ cần ba trái thôi. Mình thấy kho nhiều nước dừa quá nó thịt nó mau mềm á, cho nên mình chỉ cần ba cái thôi, ba trái. Rồi mình đi bắt lên mình kho nha. Giờ nước dừa của mình sôi thì mình sẽ bỏ thịt vô. Thịt mình cắt miếng vuông vuông to to vậy ha. Mình sẽ bỏ vô. Mình kho từ từ. Cho mình thích khi nào thịt nó vàng rồi mình mới bỏ trứng vô, chứ mình không thích bỏ trứng liền bây giờ, cho nên mình sẽ bỏ vô trong đây. Mình kho thịt trước. Rồi mấy cái củ hành, củ tỏi đập dập mình bỏ vô luôn cho nó thơm, khi nào nó chín nó rụt ra rồi cái mình vớt mấy củ hành củ tỏi này đi, và mình bỏ bỏ ớt vô, bỏ mấy trái ớt vô cho nó đẹp thôi, chứ mình không có băm ớt ra ha, tại vì mình không thích nó lợn cợn trong cái nước thịt đó. Thì kho thịt, kho nấu canh nấu gì cũng vậy, mỗi nhà có một kiểu làm khác nhau, cũng là món thịt kho trứng nhưng mà mỗi nhà làm khác nhau ha. Thì đây mình thấy nước dừa nó như vậy, mình chắc mình cần thêm một ít nước, nước lạnh, nước lọc á, thì mình sẽ cho một ít nước nước lọc vô đây cho nó ngập thịt, để tí mình ấy trứng nữa. Rồi đó, nước là nước sôi rồi, bây giờ mình sẽ chờ đây mình sôi để mình hết bọt nó nha. Ở đây trứng mình đã luộc sôi chín rồi, bây giờ mình sẽ bỏ vô cái thau nước lạnh để cho nó dễ lột ha. Đây là thịt để mình làm nhân của canh khổ qua ha. Thì bây giờ mình sẽ trộn nấm mèo và miến tàu vô. Miến tàu này mình sẽ cắt vậy. Mình làm cái này là thịt, một ít thịt trong cái miếng thịt ba rọi và một ít thịt nạc vai. Mình bằng mấy lần kia thì mình làm có thịt, mình không có làm thịt thì mình làm giò sống, rồi mình có trộn tôm mình làm, nhưng mà hôm nay mình muốn làm theo cái kiểu y chang như ngày xưa nhà mình hay ăn vào ngày Tết ha. Mình bỏ một ít vậy thôi, và đây mình sẽ bỏ hết chỗ hành tím này vô đây. Rồi mình sẽ nêm tiêu đường nước mắm này vô giống như khẩu vị của gia đình mình ăn. Đây, giờ mình sẽ bỏ hành xong thì mình sẽ bỏ nước mắm. Muối. Đường. Và sau đây mình sẽ xay tiêu vô. Giờ mình sẽ trộn đều nó lên ha, và mình sẽ đập một trái trứng vô trong đây. Hôm nay mình là kho thịt với trứng vịt, và giờ cái này cũng là trứng vịt luôn nha mọi người, trứng vịt tươi đó, ở Cali cái gì cũng có hết mọi người ơi. Rồi mình sẽ trộn lên và ướp ở đây cho thấm, và mình đi nấu nước để nấu canh, và mình đi nhập khổ que. Đây mình sẽ nấu, hôm nay mình sẽ có 5 trái khổ qua siêu to khổng lồ nha mọi người, nó bằng cái cùng tay của mình luôn đó.
mà mấy ngày nay đi chợ mua khổ qua cũng không phải là dễ đâu mọi người, phải đi 2-3 chợ mới có, mới kiếm được đó. Có chợ là không thấy một bóng dáng cái khổ qua đâu. Bà con Việt Nam mình đi chợ những ngày Tết mua đồ rất là nhiều, những món ăn cho gia đình người Việt Nam mà mình thấy là nhiều hàng bị cháy hàng lắm mọi người. Dừa cũng vậy nha. Đây mình sẽ cắt ra làm ba ha, một, cho nó dễ để mình dễ mình móc ruột đó mọi người. Đó, mình sẽ cắt ra vậy và mình sẽ đi móc ruột nó ha. Đây là nồi thịt mình kho đã được hơn 1 tiếng rồi, màu đã lên vàng vàng rồi nha mọi người. Mình kho bằng nước dừa thôi, không cần phải thắng nước màu ha. Nó thịt nó vàng tự nhiên chứ không cần phải nhiều người phải thắng nước màu. Mình thì kho như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ trứng. Trứng và ớt vô. Và mình sẽ tiếp tục kho khi nào mà cái màu vàng nó vừa như ý thích của mình sẽ lấy ra ăn được ha. Mà thịt này mình càng kho nó càng lên màu đậm. Mình kho ngày hôm nay là ngày đầu tiên thì nó chưa có được ngon đâu, mà mình ngày mai mình ra mang mình kho lại một xíu là nó ngon lắm mọi người. Còn đây là cái nồi nước để mình hầm có một ít sườn già, mình hầm cái cho cái nồi nước canh khổ qua của mình nó thêm ngọt á, và có thêm củ hành tây. Mà bây giờ mình có nguyên thùng dừa, mình nói mình sẽ chặt thêm một trái dừa mình đổ vô đây mình làm nước canh, vì mình nghe nói bạn mình ở nhà ở miền Tây á, nấu canh khổ qua có nước dừa luôn, mà mình không phải là mình nấu hoàn toàn nước dừa mà mình chỉ đổ một trái dừa vô đây thôi nha, để coi năm nay ăn nó ngon hơn mọi năm hay không. Lần đầu tiên mình làm canh khổ qua đổ nước dừa mọi người ơi. Mình sẽ thí nghiệm thử cái trái dừa này nó không có được tươi lắm, nhưng mà vẫn còn nước, nó vẫn còn uống được. Và bây giờ mình sẽ đi dồn khổ qua ha. Khổ qua này thì mình đã lấy ruột và mình đã rửa rễ ráo rồi. Bây giờ mình sẽ dồn, thì mình không có thích dồn nhiều mọi người ơi, mình chỉ thích dồn vừa thôi, nhiều thịt quá ăn cũng ngán, cho nên mình sẽ dồn vừa theo cái ruột của nó thôi, chứ không có dồn mà căng phòng mà nói chung là mỗi người có một cách dồn khác nhau. Và mình có thấy có người chia sẻ bí quyết làm cho khổ qua nó còn xanh là phải mang cái này đi trụng nước sôi và ngâm vô nước đá nữa. Mình thì làm biếng thôi, nhà mình ăn thôi, không có đãi khách, không có mang biếu cho ai hết, thì thôi mình làm biếng, mình làm như vậy luôn đó. Mình chỉ làm như vậy thôi ha, không có làm mà cho nó phồng thịt ra, vì mình không có thích ăn thịt nhiều đó. Rồi để mình làm hết nha. Và mình cắt mấy cái trái khổ qua nó nhỏ nhỏ như vậy nè, chứ mấy cái loại trái mà nó to to mình không có thích, vì nó nhiều thịt đó, thích nhỏ, nhưng mà không, đi chợ không có có toàn là trái to không, trái nhỏ thì nhiều trái thì nó bị dập cho nên lựa không có được mọi người. Đấy, dồn như vậy thôi, không có dồn mà cho nó phì ra làm gì. Này có nó có mấy cái cọng này, kệ nó đi không sao đâu. Bây giờ mình sẽ đi bỏ khổ qua vô nồi canh của mình nha. Xương của mình hầm đã mềm, sườn heo mình đã hầm mềm rồi, chứ không phải xương của mình còn dính trên người mình mọi người ơi, rết rồi bị khùng đó mọi người. Đó, bỏ và hầm cho nhừ, rồi mình sẽ nêm. Và quay trở lại với nồi thịt của mình thì bây giờ mình đã nêm vừa ăn rồi, và màu của nó đã lên theo như ý thích của mình. Mình sẽ tắt bếp thôi mọi người ơi. Chín thịt đã mềm và thơm lắm rồi.
nồi thịt để dành ăn trong 3 ngày Tết của mình đó. Mùng 1, mùng 2, mùng 3 là phải ăn hết nồi thịt này nha. Mọi người thấy màu có được không? Nước trong và thịt mềm ha. Đây, nồi canh khổ qua của mình cũng đã chín tới rồi. Mình thích chín tới, nó hơi mềm thôi chứ đừng có mềm rịu rục quá. Thì mình sẽ nêm nếm lại cho vừa ăn. Thì canh khổ qua mình thường hay nêm muối nhiều hơn là nước mắm. Tại vì nêm nước mắm nhiều nó sẽ chua và nó sẽ mùi mắm, nước mắm nó sẽ nồng hơn là mấy cái canh khác ha. Thì mình nêm nước mắm xong mình sẽ nêm tiêu và mình sẽ tắt bếp. Mình không có nêm hành ngò vô đây tại vì mình để dành canh này ăn trong 3 ngày mà. Cho nên mình nấu xong mình tắt bếp và khi nào ăn mình sẽ nêm hành ngò sau. Đó là mình xin chia sẻ với mọi người món ăn của gia đình mình 3 ngày Tết là dưa giá, canh khổ qua và thịt kho trứng. Mình xin tạm dừng video clip này hôm nay tại đây nha. Và xin kính chào, hẹn gặp lại mọi người vào video clip tiếp theo. Mến chúc tất cả mọi người đón một năm mới thật bình an và gặp nhiều may mắn nha. Xin chào, bye bye.